Theo các chuyên gia kinh tế, tín dụng có thể tăng trưởng mạnh mẽ từ quý 2 và vượt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% trong năm 2021 nếu điều kiện tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt. Đến hết tháng 3 năm nay, tín dụng tăng trưởng khoảng 2,3% so với cuối năm 2020. Các chuyên gia kinh tế cũng nhận định tín dụng có thể tăng trưởng mạnh mẽ từ quý 2 và vượt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% trong năm 2021 nếu điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt cũng như việc tiêm vaccine phát huy hiệu quả. Đặc biệt đối với các ngành sản xuất công nghiệp, thương mại và du lịch có thể vượt mục tiêu. Cái tăng trưởng thì có rất nhiều cách. Tăng trưởng phải từ nội lực, đồng thời phải từ cái hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta. Hay là tăng trưởng có thể chúng ta là tăng mạnh cái giải ngân cái vốn đầu tư công. Thì trong bối cảnh, thì chúng ta thấy là trong cái điều kiện của chúng ta, ví dụ cái ngành rất là quan trọng, ngành hàng không cũng bị ách tắc rất là lớn, cũng bị thiệt hại rất lớn, đặc biệt là ngành du lịch. Thế thì trong bối cảnh tình hiện nay cần phải có những cái chính sách khuyến khích cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà cho nó đúng đối tượng, và đồng thời cái chính sách hỗ trợ là sao thực sự là có hiệu quả thì mới phát huy được, đồng thời mới thúc đẩy được một cái động lực tăng trưởng. Để tăng trưởng tín dụng hiệu quả, các chuyên gia kinh tế nhận định cần đẩy mạnh các chính sách kích cầu hơn nữa, bởi hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng phải kiểm soát được nguồn trả nợ của khách hàng, đảm bảo đạt được chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng mà chất lượng tài sản, chất lượng tín dụng vẫn được đảm bảo.